Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video xin giới thiệu đến các bạn một số cái thiết bị thủy lực của bên em. Cái đây là chỉ có một phần thôi nhé, còn rất nhiều loại khác nữa, rất là đa dạng và chủng loại rất là nhiều trong cái bộ này. Thường thường thì cứ nhặt cho khách bán bộ nào ấy, thì bên mình sẽ làm cái video bộ đó thôi, chứ không thể bê hết ra để làm một trong một video được. Tất nhiên sẽ có điều kiện thì sẽ làm hết như vậy cho khách có quyền nhiều sự lựa chọn dễ hơn. Tuy nhiên thay vì làm hết tất cả trong một video thì khách hàng có thể bấm vào mục danh sách video, danh sách phát, bấm vào trong tên kênh ấy. Bấm vào tên kênh ở dưới video, sau đó bấm vào mục danh sách phát và các bạn chọn cái danh sách thủy lực. Trong đó có rất là nhiều chủng loại để cho các bạn lựa chọn. Hôm nay thì xin giới thiệu đến cho các bạn một số cái bộ đầu bơm và bộ van. Thì trước tiên là giới thiệu đến cái bộ đầu bơm này. Đây là bộ đầu bơm thuần túy, chỉ bơm thôi. Nhưng đặc điểm của thằng này thì nó có ngắt chuyển động. Đấy, như trong video này đây có ngắt chuyển động các bạn nhé. Đấy, đây là, đây là đang ngắt chuyển động, quay rất là nhẹ này. Thì khi vào chuyển động bên này, này là rất là lặng. Đấy. Đấy, như này nó sẽ không quay được nữa này, nó có bơm nên nó rất là nặng. Nói chung là hoạt động là như vậy. Đấy, thì đây là đầu bơm có ngắt chuyển động các bạn nhé. Đây là phụ kiện đi theo cái đầu bơm này, thì bao gồm một cái đầu cấp và một đầu xả. Cái đầu bơm này sử dụng 6-4 răng các bạn nhé. Vì vậy là khách hàng có thể mua cái bên này mình cũng bán, mua cả bơm mình cũng bán, hoặc là mua bơm không, tùy khách hàng nhé. Đấy. Còn cái bản buli này là dây Corua đai bản B nhé. Đấy. Thằng này thì như mình nói là có ưu điểm là có ngắt chuyển động. Đấy. Tất cả những cái thiết bị dây dầu các thứ thì khi các bạn mua thêm thì sẽ tính kèm với này ốc dầu các kiểu. Đấy. Tiếp theo thì sẽ giới thiệu đến mấy cái bộ van. Bộ van này cũng là van hai chiều này, đầu vào đầu ra và chiều lên chiều xuống. Đấy, van này thì là van có thể đặt lại. Van này van tự động trả về nhé, nghĩa là khi các bạn xuống van ấy mà các bạn phải đì tay giữ tay, còn khi các bạn nhả tay ấy là nó sẽ tự dừng lại ở cái trạng thái không thao tác ấy. Nó là dầu thủy lực sẽ tuần hoàn từ bên này qua bên này. Đấy, còn khi thao tác ấy thì nó sẽ ra bên này vào bên này, đi lên cái cây xi lanh hai chiều như vậy. Đấy. Và đây này có hai bộ van nữa, cũng có tác dụng giống như cái bộ van vừa giới thiệu. Đấy. Thì cái bộ van này thì nó có hai loại, một loại là định vị và một loại là tự trả về. Ví dụ như cái van này thì khi các bạn tì xuống thì các bạn bỏ tay ra nó sẽ giữ nguyên vị trí. Đấy. Còn cái van này thì các bạn phải giữ tay, nếu không thì nó sẽ tự nhả về khi mình buông tay. Cây xi lanh thủy lực thì bên em có các loại đường kính 50, đường kính 63, đường kính 73 và đường kính 80. Đấy, nó có các loại như vậy, hành trình thì các cỡ luôn. Đấy. Cái van này thì nó có nhiều loại các bạn nhé. Van cho một cây xi lanh, van cho 2 cây, cho 3 cây, cho 4 cây, cho 5 cây, cho 6 cây. Đấy, tức là cho nhiều hành trình khác nhau. Và nó cũng đều có hai loại, một loại là định vị và một loại là trả về, tự trả về vị trí. Tiếp theo thì giới thiệu cái đầu bơm này. Đầu bơm này thì bên mình đã từng làm video rồi, vẫn giới thiệu sơ qua trong cái video này. Thì cái đầu bơm này cũng sử dụng buli đai bản B. Đấy, thùng dầu khoảng 5 lít. Cái này thì tích hợp sẵn van hai chiều. Đây, bộ van hai chiều có sẵn ở trên này rồi.
Đấy, cũng thao tác bằng cái vị trí cần vào cái đây, vào vị trí này. Đấy, cần thì giống cái cần như thế này, các bạn có thể làm dài hơn ngắn hơn thì tùy ý. Đấy. Ngoài ra thì bên em có bán cả những cái động cơ bơm 220 công suất 750W, 1.500W và 2.200W, hoặc là động cơ bơm AQ như 60V, 12V, 4872V, chạy điện AQ. Đấy, và có công suất 800W, 1.600W và 2.000W. Mọi chi tiết đặt hàng hoặc là thắc mắc về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video nếu mà thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo để mỗi khi có cái video mới đăng lên ấy, thì sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, để muốn xem được nhiều sản phẩm khác ấy, các bạn bấm vào tên kênh của mình ở dưới phần dưới video, sau đó vào mục danh sách phát và chọn xem sản phẩm theo danh sách. Như thế sẽ rất là dễ tìm kiếm video. Đấy. Có các hạng mục như đồ chế xe 3 bánh, đồ chế xe 4 bánh, đồ chế xe điện, động cơ xăng, phụ kiện thủy lực, đấy, các kiểu. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.